Vỡ bàn tay thì được đánh giá là chịu thương, chịu khó, rất chịu làm. Vợ chồng thì lấy nhau từ hai bàn tay trắng, nghèo rất mùng tơi chả có gì cả. Nói chung là lấy nhau chả có bắt mẻ để mà ăn luôn chứ. Nhiều khi cưới hỏi rồi còn mang nợ mang nần đấy chứ, hiểu không? Vất vả lắm đấy. Nhưng mà cả hai vợ chồng đều rất chịu khó. Ông chồng chịu khó, chị cũng chịu khó, quần quật suốt ngày vậy đấy. Nói chung là làm không có lúc nghỉ, cứ thế mà làm, cứ thế mà cày. Vì thế mới có ngày hôm nay đấy. Đấy, vì thế mới có ngày hôm nay đấy. Bây giờ kinh tế cũng ổn rồi, sau bao nhiêu năm cần cù chịu khó tích góp, bây giờ cũng có căn nhà căn cửa đàng hoàng, đất đai cũng có vài miếng đấy, kinh tế cũng tốt đấy, đâu có khó khăn như ngày xưa nữa đâu. Tay chị giờ hậu vận tốt lắm. Kể ra mấy cái năm mà 2018, 19, 20, 21 làm lắm lộc ha. Đấy, nhưng mà bắt đầu từ 2022, 2023 năm nay là chậm dần, khách vơi đi, công nợ thì không thu hồi được lại. Bị người ta nợ nhiều chứ còn sao nữa. Bán hàng đừng cho nợ mà, nợ mất khách, mất mối, mất tiền luôn. Nó đi chỗ khác nó mua, nó không mua chỗ mình ở đâu, nó nợ nhiều quá thì nó không có, nó trả nó mua mối khác. Mất nhiều. Cuối đời rồi, đừng dại gì mà đem gà ra thả nữa, rồi tự phải đi đuổi. Đuổi cũng có bắt được lại đâu. 2025, thời vận 2025, bắt đầu công việc vợ chồng làm ăn ổn hơn, tài chính khá hơn, tốt hơn. Ông chồng thì có tính cách là hơi bảo thủ, hơi cố chấp, nóng tính, ngang lắm. Chính vì ngang như vậy nên vợ chồng chị cứ lủng củng biết bao nhiêu năm đấy, hiểu không? Đấy, ông này chỉ biết làm thôi chứ không giỏi tính toán. Tính cách cổ hủ. Đấy, chỉ biết làm thôi, chỉ đâu đánh đó. Làm đó thì làm tốt việc đó thôi, chứ mà để mà suy tính công to việc lớn thì không có. Không có độ linh hoạt, không có khéo, hiểu không? Chính vì thế thì nhiều khi anh em trong nhà ông cũng chả ưa ông ấy đâu. Đấy, bởi vì tính cách không có khéo léo, tính cứ đù 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 như kiểu thẳng tính quá, trực tính quá, hiểu không? Nhiều khi dễ mất lòng người khác. Cố gắng lên, 2025 thời vận làm ăn lại tốt trở lại, kinh tế lại khá lên, tài chính bắt đầu ổn lên. Sau này chị đầy đủ lắm, đất đai chị còn tậu được thêm nữa đấy. Lộc lá của chị còn rất nhiều, cổ tay của chị 3-4 ngấn ấy kia mà, lộc nhiều lắm. Đấy. Đường chỉ trí đạo rất dài. Đấy. Tiếp theo là có đường chỉ tài đạo hướng lên về cuối đời. Cái mốc từ ngoài 50, 52 tuổi bắt đầu làm ăn phất lên nữa. Kinh tế của chị bây giờ đã cảm thấy nó ổn rồi, nhưng mà sau này tài sản nó còn gấp mấy lần thế này nữa. Tiền nó còn vô nhiều nữa, lộc của chị nhiều lắm. Tay này làm phải đến 65 tuổi mới nghỉ. Làm phải đến 15 năm nữa mới nghỉ chứ chưa nghỉ vội đâu. Lúc đó tài sản gấp mấy lần như này rồi, ngon lành hơn rồi. Ngón tay cái của chị rất lớn, thể hiện là người phụ nữ đứng ra gánh vác trọng trách trong gia đình luôn, thay quyền chồng luôn. Chị là chồng chứ còn gì nữa. Việc to, việc lớn, việc bé là chị chứ còn đâu phải chồng chị đâu. Chồng chị chỉ là lính thôi, sai đâu đánh đó thôi, bảo sao thì biết vậy thôi. Chị mới là chủ gia đình. Bởi vì cái ngón cái của chị nó rất lớn, nó bè, nó đốt thứ nhất nó rất là lớn. Đấy, nó thể hiện là người phụ nữ cầm quyền. Con cái sau này cũng thành đạt hết đấy nhá, chúc mừng chị. Con cái của chị thì nó ngoan rồi, nghe lời, nói chung là biết thương mẹ. Bởi vì trên cái cung tử tức của chị rất tươi sáng này, nó thể hiện là con chị ngoan. Nói chung là mình nói một nó hiểu hai ba. Đấy, ít khi phải dục lắm. Đấy, sau này nó sẽ là cái điểm nương tựa lớn nhất dành cho chị. Thế thì quá viên mãn rồi, quá đẹp rồi. Nhìn gương mặt của chị thì trán cao đầy, thể hiện là người thông minh, có suy tính. Đấy, tính toán giỏi, sống không để mất lòng ai bao giờ. Đấy. Chồng chị nóng tính, cộc tính, gọi khó chịu bao nhiêu thì chị lại càng nhà nhẫn hòa hoạn bấy nhiêu. Đấy, sống ít khi để mất lòng ai, luôn luôn giúp đỡ mọi người, rồi nói chung là chan hòa. Đấy. Cái mũi của chị thì thẳng, cao,
Đấy, sống mũi tốt, thời vận trước 40 thì vất vả nhiều, sau 40 bắt đầu làm ăn phất lên. Đấy, thời cơ cái vận mũi bắt đầu từ sau 40 bắt đầu nó ngon lành. Đấy, nhưng mà lộc dị còn nhiều nữa, còn lộc còn 15 năm nữa, tha hồ mà hưởng. Đấy, môi của chị thì cân đối, môi cũng dày chứ không mỏng. Đấy, sẽ thể hiện là người ăn nói thẳng thắn thật thà, không bao giờ ăn gian nói dối với ai bao giờ cả. Đấy, ai bảo cho tiền tỷ mà bảo đi lừa người ta hay là nói dối thì chắc chị không bao giờ dám làm như vậy đâu, không bao giờ đánh đổi cái đạo đức để mà đổi lấy đồng tiền đâu. Đấy, thì cái môi của chị nó dày, nó thể hiện là người thật thà chân chất, hiểu không? Răng của chị thì đều. Đấy, răng đều, răng trắng và đều, thể hiện cái cốt của con người tốt, hậu vận tốt lắm, số trường thọ. Đấy, chắc ra gia đình nhà chị ba mẹ hay gì cũng có người sống trường thọ chắc 80-90 đấy. Đấy, đấy thì sau này chị sẽ được thừa hưởng cái điều này. Tướng chị cũng phải đến ngoài 80 chứ không ít. Em nhìn cái hàm răng, em nhìn cái chỉ tay, em nhìn cái sống mũi này, em biết được cái đường thọ của chị rất là cao. Tiếp theo là cái cằm của chị đầy, cằm là đầy, cái địa cát tốt, hậu vận tốt. Đi đâu luôn luôn có người giúp đỡ, rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi chăng nữa, kể cả cái lúc cơ hàn đến cái lúc khi có tiền có của, đi đâu cũng có người giúp đỡ. Đấy, rất là may mắn, số đa phần được nhờ người ngoài chứ không được nhờ người nhà. Người nhà là mình mắc nợ, mình phải lo cho người nhà, anh chị em trên dưới ba mẹ mắc nợ hết. Đấy, việc gì cũng phải réo đến tên mình, cũng việc gì là ý như rằng là không khỏi tay mình được. Và nhiều khi còn đỡ đần cho em út, rồi nói chung là mệt mỏi lắm, rồi đi trả nợ cho người ta nữa cơ. Đấy. Nhưng mà cái may mắn này được người ngoài giúp đỡ nhiều. Đấy, được người ngoài giúp đỡ, người đâu mới gặp có một lần hai lần họ đi đến, họ giúp đỡ rất nhiệt tình, nâng đỡ cho mình. Đấy. Đấy, nên mới có ngày hôm nay. Thì thôi mắc nợ người ngoài, nhưng người ngoài mắc nợ giúp mình thế là tốt rồi. Rồi vận thì đấy, cố gắng chờ đến 2025 đi. Còn trong cái lúc này cố gắng mà nợ nần mà gom nó vô, không thể nào buôn bán theo kiểu mà cứ cho vay cho mượn cho nợ số tiền quá lớn vậy, vừa mất mối vừa mất hết tiền đấy. Đấy, làm ăn phải cẩn thận, tính toán cho nó phải cẩn thận. Còn đầu tư cho con cái đi, con cái nó cần gì thì đầu tư mạnh cho chúng nó, con cái sau này nó sẽ là cái điểm nương tựa, nó sẽ là cái niềm tự hào dành cho chị đấy. Về cung con cái tử tức trong mẫu bàn tay của chị rất tốt nhé. Con gái ngoan thành đạt, không có đứa nào hư hỏng, thế là được rồi. Thế là quá ngon rồi. Rồi chị đến lượt chị hỏi đấy, chị thắc mắc gì chị hỏi đi. Xem một mình xem là vợ chồng ở với nhau thì có ấy được lâu không, với lại xem thế nào về cái làm ăn đấy. Chuyện làm ăn đấy thì bảo là đã ăn rồi, chị vợ chồng. Vợ chồng thì đã bảo rồi, tính ông nó khó thì phải chịu thôi. Nhân vô thập toàn, không ai trọn vẹn được tất cả. Chị đã có đầy đủ tất cả mọi thứ, sức khỏe, tiền bạc, con cái thì một đường nó phải xấu. Nhưng bây giờ mà chồng ngoan mà nghe lời lại không cãi câu nào nữa thì quá bằng sống ở trên trời chứ không phải sống dưới đất, không phải sống ở cái trần gian này nữa. Đấy, mà chồng ngoan này, con ngoan nghe lời này, tiền nhiều này, tuổi thọ cao, vậy là chắc phải người cõi trời chứ không phải cõi tiên, chứ không phải ở cõi này. Bởi vì nó sướng quá toàn vẹn rồi thì kiểu gì cũng phải dính một thứ. Nên chị mới vẫn còn đang ở chi cái trần gian này đây. Đấy, nhưng mà ngon lành thì đã lên trời ở rồi, cõi tiên, cõi Phật, cõi trời ở rồi, hiểu chưa? Vì thế nhiều khi nó là cái nhân duyên, nhưng mà em cũng nói với chị không bỏ được, ở vẫn phải ở thôi, bỏ không bỏ được. Nó như là cái duyên, cái nợ kiếp trước chị mắc nợ ông này rồi, kiếp này phải chịu vậy thôi. Trả nghiệp nhé. Dù biết là đau đấy, biết là thương đấy, biết là khó chịu đấy, nhưng mà vẫn phải ôm đồm nữa mà sống. Cố gắng. Đây, thầy cho em hỏi cái thằng con trai lớn nó sinh vào ngày 2 tháng 2 năm 1994. 2 tháng 2 năm 94 giáp tuất rồi. Có vợ chưa? Có vợ rồi. Vợ sinh năm bao nhiêu?
94 ạ. 94 rồi, hai đứa này thì đồng cung đồng mạng, sau này làm ăn khá lắm, phất lên đấy nhá. Hai đứa này đồng cung đồng mạng, đây sơn đầu hỏa lửa trên núi đấy, sau này là thành công lắm. Vợ chồng nó kinh tế sau này tốt lắm, ổn lắm nhé. Nhưng nếu nó lập nghiệp xa nhà xa quê thì dễ thành đạt hơn. Cháu lên Lai Châu rồi, xa lắm. Đấy thì tốt. Xa quê hương xứ sở thì dễ thành công hơn, bởi vì đứng hàng chữ giáp phải đi xa quê. Xa quê thì dễ thành tựu hơn, dễ gặp nhiều may mắn hơn. Thế mình cho mình hỏi cái thằng thứ hai ấy là nó sinh năm mùng 5 tháng 6 năm 97. Đinh Sửu có vợ chưa? Có vợ rồi. Vợ sinh năm bao nhiêu? Vợ sinh năm 96. Rồi, Tý Sửu lục hợp, hai đứa này làm ăn cũng được, như vợ chồng nó hơi khắc khẩu. Vợ chồng nó hay lôi nhau ra cãi nhau. Đấy, nó cũng như nước với lửa, như là chị với chồng chị đấy. Đấy, giờ thấy khắc khẩu chưa? Hay cãi chưa? Đúng rồi, hơi tí thì cành mặt à. Đấy, hiểu không? Đấy, nó yêu nhau lắm thì nó cắn nhau đau. Đấy, Tí Xỉu nó hợp nhưng mà nó cũng cắn nhau. Đấy. Thì bởi vì hai đứa này, hai cái tôi nó đều lớn, không đứa nào chịu nhường đứa nào hết. Chúng nó không biết nhường nhịn đâu. Hễ người kia hay là sai cái điều gì thì chúng nó hay chấp nhặt, rồi chúng nó hay bắt bẻ, rồi sinh ra cãi nhau chứ còn gì nữa. Đấy là mình là mẹ, mình là người phải can, phải giảng hòa chứ còn sao nữa. Đấy, chúng nó có lớn nhưng mà chưa có khôn, chưa có chín chắn, chưa biết nhường nhịn. Thôi cứ từ từ khuyên bảo chúng nó nhé. Nhưng mà về kinh tế thì hai đứa thì sau này làm ăn cũng được, không đến nỗi nào. Kinh tế tốt, được hai bên cha mẹ bù đậy cho, sẽ cho căn nhà, căn cửa, ít tài sản đấy. Nói chung bọn này số nó cũng sướng, như đâu phải có cực như chị ngày xưa đâu. Giờ sướng mà còn không biết đường sướng, mà còn cứ chí chóe cãi nhau nữa thì thôi hỏng. Nhưng mà được cái là hai đứa, con thằng con trai đứa nào cũng có hiếu, không dám cãi lại mẹ đâu. Đấy, vợ chồng nó cãi nhau thì có cãi nhau, nhưng mà riêng chị thì nó không dám vớ vẩn đâu. Đấy. Thế là nên chị có thể yên tâm, ngoan là được rồi. Quá sướng rồi, có con có cháu, rồi kinh tế khá đầy đủ, nói chung là quá là vẹn toàn rồi. Mỗi cái vấn đề ông già 70 khó tính này thôi, 1970 khó tính này thôi. Nên chị nên nhớ, con người ta càng lớn tuổi lại càng khó tính, lại càng xét nét. Vài tuổi nữa thì chị sẽ thấy. Nhưng mà nhắc nhở ông chồng chị đấy, ông này thì cẩn thận dễ các bệnh về xương khớp đấy, thoái hóa các đốt sống đấy. Bị chưa? Sau này ông sẽ bị đau nặng luôn đấy. Và các bệnh về về gan, về dạ dày nữa đấy. Có rồi. Ông này sẽ đi trước chị đấy. Thế à? Chắc chắn sẽ đi trước chị, bệnh tật nhiều mà sẽ đi trước chị đấy, còn chị thì ok lắm. Chị thì không sao, chị cứ phà tha hồ mà sống. Rồi, chị còn câu hỏi gì nữa không? Không hỏi gì nữa, nhưng mà lao xong cái này, thầy có cho mình cái đi, gửi cho mình cái này nhá. Ok, em sẽ gửi phần, em gửi đoạn ghi âm qua cho. Được rồi, chào thầy nhá. Nhưng mà nãy giờ coi cho chị thấy đúng được bao nhiêu phần trăm rồi? Thầy 99%. 99% thôi. Thôi, chúc mừng chị nhá. Thôi, thế chị nhá, chào chị. Chào thầy nhá. Vâng.